DJ Mie thì ra cũng thuộc hội thích nói ngược. Tạo hình nào cũng gây sốt nhưng ưa chia sẻ chưa bao giờ thấy mình đẹp. Đòi nối tóc dài 1m nhưng thất bại, chuyển sang đổi màu là lại làm cõi mạng dậy sóng. Mình có nói là mình muốn nối một đầu tóc dài 1m mà anh chủ bảo là không có, tạm thời là mình sẽ nối ngắn hơn. Con gái nhà ai mình xinh vậy nè, tập phiếu đấy buồn hơn nè. Chia tay chưa lâu đã thoải mái phát biểu về chuyện lấy chồng. DJ Mie ngày càng được lòng khán giả bởi nhan sắc mỹ miều và tính cách hài hước, mặn mòi, dễ thương. Thế nhưng chính bản thân Mie lại không công nhận nhan sắc của mình. Vừa mới đây thôi, cư dân mạng đã dậy sóng trước hình ảnh Mie nhuộm tóc vàng, mặc trang phục truyền thống Thái Lan cực slay và thu hút trong chuyến du ngoạn qua nước này. Đây không phải lần đầu tiên nhan sắc của nàng DJ này khiến người ta phải trầm trồ, nói đúng hơn là mỗi khi ngắm hình ảnh, clip của Mie là người ta lại phải cảm thán vì nét xinh ngọt ngào này. Phải nói rằng gương mặt xinh đẹp như búp bê cùng phong cách đa dạng đã giúp Mie thu hút về rất đông fan. Dù là hình ảnh quyến rũ khi bước lên sân khấu chỉnh nhạc, hay ngọt ngào, duyên dáng tựa nàng thơ trong những clip đu trend, hình tượng nào Mie cũng cân đẹp và tạo ra khí chất riêng cho mình. Phong cách ăn mặc của cô nàng cũng rất đa dạng, trẻ trung năng động, nữ tính quyến rũ hay đằm thắm dịu dàng đều không thiếu, quan trọng là tạo hình nào cũng hợp. Một điểm nữa khiến Mie ngày càng nổi đó chính là tính cách hài hước, lầy lội mọi lúc mọi nơi bất chấp hình tượng, cùng khả năng sản xuất clip siêu hấp dẫn xem rồi là không dứt ra được. Chẳng nói đâu xa, ngay clip đi nhuộm tóc là khán giả đã được cười no bụng trước những mảng miếng tấu hài của cô nàng. Như đòi anh chủ salon phải nối cho mình mái tóc dài 1m, nhưng rất tiếc không có bộ tóc nào dài được như vậy, thế là cô đành phải nối tóc ngắn hơn, sau đó tẩy và nhuộm tóc. Trong suốt quá trình đổi màu này, Mie luôn có những câu nói, biểu cảm gây cười đặc trưng khiến clip càng sinh động và dễ thương hơn. Và sau khi tóc đã lên màu thì cư dân mạng lại phải suýt xoa khen ngợi màu tóc trà sữa này quá hợp, biến cô nàng thành búp bê Barbie siêu cưng. Nổi đình nổi đám với danh xưng DJ búp bê, ấy vậy mà Mie từng thẳng thắn hiên ngang phát biểu rằng chưa bao giờ thấy mình đẹp, thế nên cũng không nghĩ sẽ bị gắn với danh xưng người đẹp đi đóng phim. Đúng vậy, năm 2023 đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của mỹ nhân này khi cô đã chính thức lấn sân sang làm diễn viên và tham gia bộ phim Quỷ Cầu. Dù lần đầu tham gia phim ảnh nhưng Mie đã nhận được nhiều khen ngợi về khả năng diễn xuất. Có người thắc mắc vậy là từ đây Mie sẽ chuyển hướng sự nghiệp chăng? Nhưng người đẹp 9X tiết lộ mình là người thích trải nghiệm và chinh phục nên cô rất hứng thú với cái mới, ngoài đi chơi tôi có thu âm, làm MV. Khi đến với diễn xuất tôi cũng mang tâm thế học hỏi. Được một thời gian, tôi thấy công việc này cho tôi được nhiều thứ. Tôi nhận ra đó là niềm đam mê tiếp theo của mình. Sau khi kết thúc mối tình 3 năm với anh chàng Hồng Thanh, ai cũng thấy Mie ngày càng thăng hạng nhan sắc, nâng tầm khí chất và sự nghiệp cũng ngày càng đi lên. Có những lúc cô nàng bận làm việc từ sáng tới đêm muộn mới xong lịch trình luôn đấy. Thế mà có một khoảng thời gian nàng đi chơi lại vướng tin buồn bã vì tình yêu kết thúc khiến cô phải lên tiếng đính chính ngay giữa đêm. Với việc đời tư bị quan tâm quá mức, Mie bày tỏ cô không khó chịu, chỉ thấy buồn, cô cho rằng nếu bản thân nỗ lực hơn thì công việc sẽ được quan tâm nhiều hơn chuyện tình cảm. Một động thái tích cực khác nữa cho thấy người đẹp này đang dần bước qua quá khứ, đó là cô đã thoải mái trò chuyện về tương lai, thậm chí không ngại nói đến chuyện hẹn hò, kết hôn. Mie cho biết cô sẽ nỗ lực trở thành một người có ích, truyền được cảm hứng cho các bạn trẻ cố gắng dựng xây sự nghiệp. Còn về chuyện chồng con, người đẹp 9X bày tỏ cô tin vào duyên số nên không thể nói trước được điều gì.